Dịch Covid-19 ập đến, khó khăn chồng chất cho người dân trồng hoa, cây cảnh bán dịp Tết ở Hội An, Quảng Nam. Chính quyền thành phố này đã làm một việc đầy nghĩa tình, nhân văn, đó là hai năm nay, mỗi dịp xuân về thì miễn toàn bộ phí cho người dân địa phương này khi tham gia hội hoa xuân, như tiền thuê mặt bằng, điện nước, giữ an ninh trật tự. Mấy ngày nay, nhân viên của Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Hội An đã tỏa ra 5 tuyến đường Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Ngô Gia Tự, Hoàng Diệu, Phạm Hồng Thái, Thái Phiên, miệt mài dùng vôi màu kẻ vạch, đánh số thứ tự để phân lô, chuẩn bị cho hội hoa xuân Nhâm Dần. Họ kẻ vạch đánh số hết hơn 500 lô, mất thời gian khá lâu. Mọi năm trước khi có dịch Covid-19, thương lái tìm đến tận vườn quốc mua, không phải đem lên hội hoa xuân. Nhưng hai năm nay, dịch giả liên miên, thương lái đặt mua ít dần, ông phải chở lên đó bán. Trước việc hai năm nay thành phố miễn tiền lệ phí, gồm tiền thuê mặt bằng, điện nước, giữ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ông Sĩ cho rằng việc này thực sự quý hóa, khiến những hộ dân trồng hoa, cây cảnh cảm thấy xúc động. Trồng lồng cây cảnh hôm nay là cũng thấp, gió cũng thấp mà mình có được một chỗ để mình bón hoa, nói chung là họ miễn phí cho mình, cái gió lô đồ thấy là cũng quan tâm đến chủ nhà vườn để lùm cây cảnh rồi thấy họ là cái thế họ bón không được, bón nơi rồi không gì được, họ bón không bị đái rồi, còn lại mà chỉ bón một lại trừ răng. Một đợt bán trong một tuần như vậy, người dân phải đóng cũng khoảng 500.000 đồng. Hai năm nay được miễn không nộp, đỡ lắm, nó như tiếp thêm nguồn động viên cho dân. Chủ trương là kịp thời, nói chung là kịp thời và hỗ trợ dân như vậy là rất là tốt. Bởi vì tất nhiên, ví dụ như nếu như mà thuê lô đấu giá rồi này kia để mà buôn bán những cái năm trước, có thể là thành phố sẽ thu một cái nguồn khoản kinh phí để hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội hoặc những việc khác. Nhưng mà vì đời sống nhân dân là gặp những khó khăn đang có vấn đề dịch đó, cho nên thành phố có cái chủ trương là miễn vốn những cái khoản tiền như vậy là cũng một phần hỗ trợ cho nhân dân. Khi họ sản xuất ra là họ có mặt bằng để họ dỗ cái gió để họ tiêu thụ, họ giúp đỡ cho dân vượt qua khó khăn. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, để tạo điều kiện cho người dân Hội An trong việc tiêu thụ hoa, cây cảnh dịp Tết, giúp họ vượt qua khó khăn do dịch, chủ trương của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quyết định không thu lệ phí đối với họ khi tham gia hội hoa xuân. Việc này đã làm từ dịp Tết năm ngoái, năm nay lại tiếp tục. Thành phố muốn động viên người dân vượt qua khó khăn lúc này.